Để góp phần nâng cao trí thức xây dựng nông thôn mới, thôn Tân Lập, xã Tân Phúc đã có cách làm sáng tạo hiệu quả trong việc bổ sung thêm đầu sách báo, phát huy vai trò của tủ sách pháp luật, giúp người đọc có thêm kiến thức mới, mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống. Được xây dựng năm 2005, tủ sách pháp luật của thôn Tân Lập đã trở thành địa chỉ của nhiều người dân tìm đến để mở rộng kiến thức và hiểu biết của mình. Với số lượng đầu sách ban đầu ít, nhưng qua nhiều năm, bên cạnh việc cấp sách của xã, thôn Tân Lập cũng đã bổ sung thêm nhiều đầu sách hay bổ ích với những lĩnh vực khác nhau. Đến nay, tủ sách pháp luật của thôn Tân Lập đã có khoảng trên 50 đầu sách các loại, trong đó có những sách về pháp luật như luật khiếu nại, tố cáo, luật đất đai, luật phòng chống tham nhũng. Các tạp chí về phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, chăn nuôi trồng trọt cũng đã có mặt trên kệ sách của thôn. Để giúp người dân thuận tiện trong việc chọn, tiếp cận những kiến thức về văn hóa và pháp luật, tủ sách được đặt ngay tại nhà văn hóa, đầu sách được sắp xếp khoa học hợp lý. Ngoài những đầu sách pháp luật, tủ sách pháp luật của thôn Tân Lập còn có những tờ rơi tuyên truyền pháp luật có hình ảnh minh họa dễ hiểu và thu hút người xem, nhất là đối với những người nông dân. Theo ông Hà Văn Tượng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Lập, xã Tân Phúc cho biết, do bùng nổ của các kênh thông tin tuyên truyền trong thời đại 4.0 nên việc tìm đọc sách báo có nhiều hạn chế. Số lượng bạn trẻ đọc sách ngày càng ít, chủ yếu là người có tuổi, là hội viên các ngành đoàn thể. Tuy nhiên, tủ sách pháp luật của thôn vẫn đóng vai trò quan trọng, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền pháp luật, đưa những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân. Từ đó xây dựng nên ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là phát huy vai trò hiệu quả trong công tác tuyên truyền, nâng cao trí thức trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.